Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mạch điện mới, đó là mạch cảm ứng bật tắt đèn với cái hiệu điện thế thấp thôi, từ 3V đến 5V. Ở đây mình dùng cực pin là 3,7V. Đấy. Cái mạch rất là đơn giản luôn các bạn. Để mình cho các bạn xem xong mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đây mình chưa cần chạm tới đâu. Nó gần thế này thôi. Đã đấy rồi. Rồi xong ta đưa tay tắt. Tiếp. Đấy. Mạch này các bạn có thể ứng dụng là làm trong các cái đèn pin đổi đầu hoặc đèn đèn pin mà chống nước này kia đó, mình giấu hoàn toàn vô trong luôn. Mình sẽ test thử các bạn xem cái khả năng xuyên nhựa của nó nhé. Đây mình cho cái lên trên tấm nhựa trước đi. Một tấm nhựa. Rồi. Che tiếp thêm mấy tờ giấy nữa. Đây mình che lên mấy tờ giấy này. Thấy chưa, thấy chưa các bạn, nhảy không? Để qua cái đây này, đó đang về cả mét luôn đấy, rất là nhảy, tuyệt vời vô cùng. Rồi xin mình lấy này ra nhé. Mạch điện vô cùng đơn giản luôn. Mình chỉ dùng một con D718 này, một con led, thì các bạn thay led hoặc là thay cái bóng đèn sợi đốt hay gì cũng được, không sao cả, hoặc là con relay cũng được nhé. Đây là một con opto quang, con opto quang và một con điện trở. Đấy. Còn cái quan trọng nhất đó là cái mạch cảm biến này. Mạch này thì các bạn sẽ tìm trên mạng là mạch TTP223 là nó nhé. Ở đấy mình do mình hàn này, này hàn để câu dây ra thôi. Còn sau này nếu mà làm trong cái thiết bị thì cái này mình sẽ giấu đi, chỉ cho dây này ra thôi. Đó thì mình sẽ làm cảm ứng là cái này. Đây là sơ đồ của nó các bạn. Đây. Sơ đồ mạch điện cảm ứng xuyên nhựa. Đấy. Đây các bạn dùng với cái con D718. D718 các bạn để úp theo này, theo chiều cái mình là vẽ nó này. Nó đúng luôn. Rồi còn một con cái con BC817. BC817 là con này. Các bạn lưu ý là trên con BC nó có một cái dấu chấm này. Đó. Dấu chấm này thì dấu chấm mình sẽ để theo đúng chiều của nó này các bạn. Đây giờ cái chấm này, chấm là điện dương vào, còn bên này là điện âm, còn hai cái đầu này là đầu ra để nối thông mạch cho nó nhau thôi. Đấy thì chấm vào vô đây mình ra cái chân ao của con cảm biến TTP. Cảm biến TTP thì nó sẽ có như thế này nha các bạn. Đây nó chân VCC này, chân out là ở giữa này, còn chân âm là bên trái. Đấy. Bên trái. Chân trái này. Thấy chưa? Còn chân out nằm ở giữa này, out này. Bạn vô chân có dấu chấm nhé. Còn chân cộng thì mình cấp nguồn cộng thôi. Rồi. Để mình nói cái sơ đồ nguyên lý mạch hoạt động của nó như thế nào các bạn. Ở đây á, thì cái con này các bạn phải lưu ý một xí, đó là mình phải hàn cái chân hàn điểm B lại với nhau. Điểm B trên cái này này. Trên các mạch bạn sẽ thấy là có điểm A, một điểm không có tên này, điểm A này, điểm B thì điểm B mình đã hàn rồi nhé. Đó điểm B phải hàn. Còn không hàn điểm B thì không có tác dụng. Nha, rồi. Rồi, nguyên lý hoạt động nó như thế này các bạn. Khi chúng ta chạm vào cái chân của chạm vào cái vị trí chạm, tức là dây chạm cảm ứng của con module cảm ứng TTP223 thì do chúng ta hàn chân điểm B với nhau, cho nên khi mà chúng ta chạm thì điện ra, nó sẽ xuất điện ra, và khi chúng ta cất tay đi thì điện nó vẫn còn. Rồi, khi mà chúng ta chạm lần thứ hai thì nó sẽ mất điện ở chân out, và nếu chúng ta vẫn giữ tay như vậy thì điện vẫn mất.
và chúng ta phải thả ra, sau đó nhấn lại thì điện sẽ có tiếp nhé. Rồi khi chúng ta nhấn vào này thì điện nó có đó, từ chân ao lên vào cái chân mà có dấu chấm của con ốp tô quang 817 đi qua cái chân điện trợ này, tức là nối mạch thông rồi đó, thì cái led trong này nó sáng lên và nó làm cho cái chân hai chân này của con này thông với nhau. Khi hai chân này thông với nhau thì điện dương này 3,5V đó nó sẽ thông từ chân này qua chân này của con BC817, nó kích vào chân số 1 của con D718. Khi con D718 có điện kích từ BC817 thì sẽ nối kích cho chân số 3 nối qua chân số 2, làm cho cái bóng này có điện này. Đó, bóng này có điện. Rồi. Do cái này nó vẫn đang còn chế độ có điện này, cho nên cái này luôn có điện luôn. Khi chúng ta lại chạm lần thứ hai thì con này nó mất điện này. Do đó led này nó tắt đi và hai chân này nó không có thông với nhau, nó bị ngắt đi. Do đó chân số 1 mất điện, chân số 1 mất điện, cho nên là nó ngắt cái điện từ chân số 3 qua chân số 2. Đó. Ở đây nếu các bạn không có con D718 thì các bạn có thể dùng con IRF540N, IRF3205 hoặc là con cao hơn, X41 cũng được. Nếu các bạn dùng con IRF540N hoặc là 3205 gì đó thì các bạn phải nối con điện trợ 20m từ chân số 1 qua chân số 3 nhé. Đấy, để nó dập cái điện từ chân số 1 về chân số 3 khi mà chúng ta nhấn cái này tắt đi. Đấy, còn nếu không có cái điện trợ thì chúng ta nhấn cửa nào thế này đã sáng là sáng luôn. Thì nếu mà các bạn dùng con IRF540N thì các bạn thay từ chân số 1 vào đây, chân số 2, chân số 3 tương ứng với nhau. Đấy. Lưu ý với các bạn một điểm, đó là khi các bạn dùng linh kiện, ở đây các bạn sẽ xem này, hai con D718 khác, đấy, cùng là D718 luôn. Nhưng mà con này thì rất là mờ, đấy, thấy chưa? Còn con này đưa là thấy rõ luôn. Thì con này con xịn, con này con lô. Con xịn thì trên nó là bằng đồng, còn con lô thì miếng tản nhiệt bằng nhôm hoặc bằng sắt gì đó, trắng trắng vậy thôi. Đấy, độ bóng thì có vẻ như nhau, nhưng mà con thiệt á, con xịn là nó bằng đồng nhá, còn con lô nó bằng bạc này. Con này nó giá khoảng 7-8 ngàn thôi, còn con này nó tầm 10-12 ngàn tùy nơi bán, nhưng các bạn phải mua chính xác. Và con IRF này cũng vậy, các bạn mà thay con lô vào là nó không có chạy nha, phải con xịn. Con xịn thì ở đây các bạn phải có chân màu đồng á, nó tương tự như con D18 luôn. Và nếu thay IRF thì phải có con điện trợ 20m vào nó mới chạy. Các bạn thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh nhé, ủng hộ mình và chia sẻ cho các bạn khác. Mình biết là rất nhiều người đang cần cái mạch này để ứng dụng vào thực tế. Đấy. Ở cái mạch này vẫn đang còn một cái số hạn chế nha, nhưng mà hạn chế này thì chấp nhận được. Đó là khi chúng ta xài cho cái đèn bóng bóng đèn này nó sáng á, thì con D718 này nó nóng lên, cho nên chúng ta phải gắn cái thản nhiệt cho nó. Hạn chế ở đây là do nó nóng cho nên nó hao phí cái điện lên. Đấy. Hao phí điện. Cho nên mạch tiếp theo mình sẽ nâng cấp cái này lên là dùng con relay. Và nó triệt tiêu cái vấn đề mà hao phí nhiệt một cách lãng phí như vậy. Hiệu suất nó cao hơn. Cái pin nó sẽ được lâu dài hơn. Đó. Các bạn nhớ nhấn đăng ký để đón xem cái video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.